Con chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Má Lá Quê. Chào cả nhà. Dạ con chào ông bà cô chú anh chị. Mẹ con hôm nay sẽ làm món lươn lá cách nước cốt dừa. Bây giờ thì mẹ với em con sẽ hái lá cách. Ô, lá cách non quá chừng nãy à, hái được. Lá non không có hái nguyên cái thì cho nó lên nó ra tược khác hiểu không? Hái nguyên vậy đó. Cho nó ra cái khác chứ còn hái lá sao không được. Vậy hái ngay cái kinh thật. Nhóc mày có nhớ không? Trả lại đi. Mẹ vẽ trên đao cho. Chắc nhiều đây là đủ rồi đó. Đủ rồi phải không? Rồi. Ba con thì bây giờ đang bằng giường. Ba đang làm gì vậy ba? Ờ, gỡ mấy gì vé chứ tỉ mấy cái nít kia. Còn mấy cái gì không? Tỉ mấy cái nít luôn. Gì vậy đó trời. Dạ. Ở mấy cỏ rồi bữa nay nó bò trời mưa mấy bữa nó bò quá. Ba nghỉ tay hái giùm con trái dừa cái ba, để mẹ làm nước cốt dừa. Rồi. Cho mẹ chặt hay là cha? Cha sẵn rồi, cha chặt giùm con luôn. Lột ra giùm, gọi lột ra. Lột ra ha. Dạ. Hay dữ. Trước rồi nè. Trước rồi vỏ nãy chứ nó khô rồi. Dạ. Nhào bạc không? Con nghe. Hôm nay cho chặt cái này rồi đem vô cho mẹ luôn nha. Dạ. Cho lột. Nào chín nè. Hú trà vô ăn. Dạ. Trà này cho làm cho xong cái này hả? Con thấy đây có một cây dừa lùn thôi, còn mấy cây dừa cao này là lâu lắm rồi Phúc ba. Ừ, cái dừa cao đó ông nội con trồng khoảng 40 năm, 40 50 năm rồi. Dạ. Còn cái dừa nhỏ này nó lụng xuống cái nó lên cái để luôn cái nó có trái ha. Dạ. Cái dừa nãy mới lẻ. Dừa khô này ngoài chợ là bán nhiêu con trái kìa? Trời, nó vô vườn nó mua có gại lúc trước có cho bán 3.000 trái, gại lên 4.000. Ở ngoài chợ chắc bán 5-6.000. Xài gọt luôn mẹ. Dạ. Cho mẹ vô đập ấy nha. Dạ. Cái vỏ ngoài xanh chứ trong này nó đen à. Khô rồi. À, khô rồi đó. Dao này lục quá. Thôi vô mẹ gọt lại rồi mẹ đập đi. Dạ dạ dạ. Rồi để con đem vô. Lá cách thì có mùi thơm, vị đắng nhẹ, nhưng ăn vô rất là mát.
Heo ơi, em biết lá cách mà ăn với cái gì đứng mới ngon không? Em thấy là ăn cái bánh xèo là ngon nhất, mà em không biết ăn. Sao em ăn không được vậy? Ngon mà. Cái vị nó hơi đắng, nó hơi chát xíu, em ăn không được. Ngoài ra khi mình ăn trứng chín á thì mình có thể ăn xào dưa gắn nè, dưa ếch cũng rất là ngon, xào chuột nữa cũng rất là ngon. Sao hả, không chịu cha cạo vỏ không? Hồi nãy ba cầm cái dao kia ba cạo khó mà cạo khó cạo, khó ba cạo nhờ mẹ cạo giùm. Khó cạo tại dao bự quá. Dạ. Không thổi hả mẹ? Con nhớ phải thổi nữa. Thổi này nè mẹ, anh làm này là nó sạch, nó rớt cái lông ở chân này không? Hồi đó con cần... làm con phải thổi. Mẹ lớn rồi ở đâu khỏi thổi, mẹ chà cái kiểu đó là sạch rồi. Nha. Em con nãy giờ ngồi đợi nè. Ngồi chị Thơ rồi đó hả? Dạ. Chị Thơ sẵn rồi đó ha. Một hộp cái. Dạ. Quá ngon. Nó kêu quá. Thịt của dừa đây nghe, chứ đừng có lấy cái vỏ dừa nghe. Chưa cạo tới vỏ dừa nghe. Con gái nạo dừa siêu lắm à. Em nạo còn hay hơn hai nữa đó. Vậy là em chưa thấy anh hai nạo dừa rồi. Em thấy rồi chứ bộ. Anh hai nạo là tới cái vỏ luôn á. Đen thùi lùi luôn. Lương này thì mẹ con đã làm sạch, bây giờ mẹ con tiến hành ướp. Giờ mẹ cho một ít đường, ít muối, một ít hạt nêm, rồi thêm một ít bột nghệ, rồi để trộn đều nó lên. Thấm chút cái mẹ mới thử xả với tỏi đồ. Trong món lương ươm lá cách nước cốt dừa thì không thể thiếu nước cốt dừa. Nước này là mẹ để vào lúc nào mà nấu lương mẹ?
Mày xong rồi cái chén tô này tô nước nhất à. Nước nhất là xong rồi á, mẹ đổ vô. Như rồi. Còn giờ mẹ làm nước nhì. Thơm rồi cái mẹ xào sơ lương ăn cho nó bán bớt mùi tanh. Mẹ xào xả gì giống mẹ làm món lương xào xả ớt quá. Dạ. Chứ gì nữa, không thấy mẹ xào với xả nè. Mất tiêu luôn hết rồi. Mình ăn rau không đi, ăn lá cách thôi. Đối với món lương lá cách nước cốt dừa này thì lúc mà chuẩn bị nguyên liệu thì hơi lâu, nhưng mà lúc mà mình nấu thì nó rất là nhanh. Khoảng bao lâu là mình là lương chín nè? Chín lâu, chín lương chín rồi. Bây giờ mày bỏ cách vô nữa là dạ. Để lại cái là nó cách là vừa chín tới thôi, chứ lâu quá là nó mới ra hơi nhẫn nhẫn. Dạ. Quá ngon. Ừ, thơm quá mẹ. Thơm không? Rất quá thơm quá. Thơm có lá cách đó heo. Thơm có lá cách, mùi thơm, mùi béo béo của nước cốt dừa. Phật.
nó dài quá, mô Phật. Ê, không sao không sao, còn nguyên con nha, nó dài hết sức luôn. Cho một ít đậu phộng lên nó mới thơm ngon. Dạ con mời ông bà cô chú anh chị dùng lương lá cách nước cốt dừa với gia đình con. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Dạ con mời ông bà cô chú anh chị. Món này món nhậu chắc cha làm phải ly quá nha Trường. Dạ. Được không? Một ly rượu thuốc nha. Một ly thôi nha. Rồi rồi. Con cũng ăn bún nữa. Bún nha. Dạ. Ở đây thì mình có bún, bánh mì. Nó rồi. Nè bên đây nước của nó nè. Ủa sao không ăn bánh mì hết trơn vậy? Chưa, chưa. Bánh mì chắc ế quá. Không ế. Nước nè con trang này nó tại này ấy, mẹ cũng múc đổ vô đây nè. Đây nó đầy quá rồi. Rồi. Bác em lấy muỗng em sắn này ra cho con gái nha. Đây đây đây. Ôi mềm rồi. Ngon quá. Ôi. Mềm mà. Còn gì sắn. Trang cái đầu nha. Cái đầu cái đuôi cũng được. Con không nào được. Thực giữa. Đây nè. Dạ, con không nào được. Mô Phật cơ rồi. Rớt nó chừa lại mẹ ăn miếng. Chơi vô miếng muối ớt. Thử thức thử coi. Này mẹ con làm ngon. Dĩ béo béo ngon ngon. Mẹ con là đầu bếp năm sao của gia đình mình mà không ngon sao mà được. Ngon quá. Nó cách nó vừa chín đó thì nó không có bị nhẫn. Dạ. Chứ mà nó chín gục quá là nó ra mùi nhẫn. Heo ơi, dạ. Em đừng có ăn bún không nha, chừa luôn, anh hai ăn mệt xỉu luôn á. Bún này nhiều hả? Bún này, bánh mì. Món này quá bắt, chào phải uống một liều một thuốc mới được. Dạ. Chiếc ra được ly. Dạ. Món này mà bỏ qua uống thuốc thì uổng lắm. Dạ. Ngon mấy? Em ngon. Chưa để làm trắng nè. Làm rồi. Đi giường vô là làm một cái uống thuốc là quá trời ngon rồi. Đúng. Vô ít. Con có cái gì cầm chén cho. Hồi nãy em nặng 2 ly nước cam được rồi. Này đi uống thuốc uống một vài ly cho giãn gân giãn cốt. Dạ. Như này cũng có lương lá cách quá ngon cho nên mình cũng hơi thèm rượu tí. Ấm bụng hết cha. Nãy mưa lâm râm mà giờ hết mưa rồi. Mẹ làm thử một ly không mẹ? Em gửi chén nha. Em gửi chén thì mẹ mới làm một ly chứ. Mẹ xỉn hả? Một ly hả mẹ? Sao xỉn được? Ấy cho anh miếng bánh mì em. Xé ăn. Thôi cái đĩa đi, nước mày nhỏ đi. Lương này làm được nhiều món lắm. Lương này mình nướng dốt mình kho mắm ăn cũng ngon lắm. Dạ. Hồi đó ông nội con thì ưa kho mắm lương. Nhưng mà lương hơi nhỏ hơn chút, nó kho mắm ăn mới ngon. Còn lương nước cốt dừa với lá cách này là ăn là số 1 ngon. Mẹ con đâu làm gì đâu thua nhà hàng đâu. Dạ. Thấy hấp dẫn quá. Thì ăn cũng ngon nữa. Con nói mẹ con là nhà hàng năm sao của nhà mình thôi mà. Của nhà mình thôi. Yeah, mỗi người muốn ăn khẩu vị mỗi khác. Dạ. Nhau đâu có giống ai đâu. Nhiều khi mẹ thì con khen ngon, rồi nhiều người khác thì người ta người lại ăn chơi kiểu như mỗi người mỗi kiểu. Mặn lạc khác nhau á. Mỗi người mỗi khẩu vị mà. Mỗi lần đi vườn về làm mồi nhậu bén bén cái cha kiếm chuyện cha uống bậy luôn. Dạ. Uống một ly cho giãn gân giãn cốt chứ. Kiếm chuyện. Uống kiếm chuyện thì kiếm chuyện nhậu.
cho chúng cái đuôi rồi. Cái đuôi này uống nửa ly nha. Đấy. Béo. Cái đuôi này nửa ly được không? Sao ba? Ngon quá. Mẹ nấu ngon hay gụ ngon? Gụ ngon. Mà lương cũng ngon. Mẹ nấu mày mẹ công nhận ngon. Vừa nhí ăn 4 hàng bánh mì hay là anh Thay vô bắt nồi cơm cho em nha. Thôi em ăn cả hai được rồi. Cha miếng bún nữa. Anh giờ con thấy mẹ ăn bánh mì không, mày không ăn bún nè. Chào tay lắm. Bánh này lại tới món kia. Béo. Tuyệt vời luôn á. Ngon. Em ăn đuôi không? Anh dứt luôn. Em ăn đi. Rồi, dứt vậy là anh chắc gót gần ly nữa quá. Anh dứt ly. Còn có ly rồi, cho uống hết luôn nha. Uống hai ly đi. Vừa đủ 2 ly luôn. 2 ly lại cũng vừa cho nó ấm bụng ha. Có gì ăn uống hết cha. Mẹ có bỏ lúc tập vô đây không? Con thấy mẹ ăn gì hết trơn à. Ăn nãy rồi. Nè, ba mới làm cái đuôi vậy phải không? Ừ. Hai làm đậu đi. Thôi. Cái đuôi này nửa ly nha. Dạ. Vô. Bữa nay chắc mồi này chắc sạch quá em. Món này quá ngon. Cái lần đầu ăn món này lạ nữa. Đúng rồi. Lúc trước mình toàn ăn với kho sả ớt nè. Cháo luôn này nữa. Hồi nãy mẹ vừa bỏ sả ớt vô mình này cũng là kho sả ớt. À, lương sả ớt là con ăn thường phải không? Dạ. Cái là buổi sáng mày cũng nấu cháo lương ăn á. Trứng này kia. Nè, chuyến này là sạch dĩa hết rồi. Bảo đảm. Rồi lấy chai nghe. Rồi. Ừ, không đừng bỏ mẹ đâu mẹ nghe. Con đâu có bỏ mẹ đâu. Con không có bỏ đồ ăn cho mẹ chứ không có bỏ mẹ. Bỏ thức ăn cho mẹ. Đúng, chứ không có tự nhiên bỏ mẹ. Ngồi ăn ngồi. Còn lương còn ăn cam nè. Chua chua. Má ăn này đủ à. Mặn ngọt, chua, cay. Béo luôn, có đủ mà. Một phần. Uống hết này nữa là 2 ly. Nãy tính uống 1 ly à. Thế cái mồi còn nhiều như ngon quá. Em gái ruột của tôi. Từ ngọt đẹp. Ủa còn mình cha hả? Dạ. Còn mình cha hả? Ừ. Ngọt thiệt. Ngọt nha. Cam ngọt đó. Năm nay trái cây có cam là rẻ suốt luôn hôm tháng 2 tới giờ.
Mấy cái lúc mà mắc nó cũng mắc dữ lắm rồi mày. Không có ý mẹ nói là riêng năm nay á, năm nay cam nó rẻ từ hồi đầu tới giờ luôn á. Thank you.